น่าน่ามินโฮเอ้ยน้ำมินโฮมินโฮหมาวนะมินโฮชาวนะกระปะเนยกระปะดังกี่เก่งgiúp mình hộ cái giúp mình hộ cái à nào các bạn ơi nào em cháu ừ gọi cháu vâng nào các bạn ơi nào chào ba kẹo cái ba kẹo cái Xin chào các bạn. Mình là Min Ho, mình 2 tuổi. Mình đang học lái xe cẩu đây. Con chào các bạn đi. Con chào bạn. Con lái cẩu ơi. Con lái cẩu à? Con lái cẩu. À không 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 ra đấy nha con nha. Quay ra đây nào. À, đây là chiếc xe cẩu rất là to các bạn ạ.Wow. Mẹ, mẹ ơi. Dạ, dạ. Nào, Minh Hồ ơi. Con vẫy các bạn à? Nào, Minh Hồ vẫy nào.Bạn còn đang mải ăn. Mẹ ơi, mẹ. Dạ. Mẹ gì đây? Đâu? Con ra đây. Nào, hô quay đây mẹ xem nào. Đúng rồi, ôi, ngã đấy con ơi. Ngã nào, quay đây, quay đây.Nào Miên Hô chào các bạn nào. Xin chào các bạn ạ. Thế xin chào gì mà đầy mồm thế? Con đây. Miên Hô thích không?Đây, hôm nay mình được lái máy cẩu to đùng. Con nào nào? Ôi giời.Ôi giời. Nào Minh Hô cẩn thận không ngã nha. Kênh của cô á là tí nữa về cô ấy tên là Tân Bùi TV nhá. Không ngờ ở vùng mình có người làm đấy nhở? Nhiều lắm, nhiều người làm lắm. Nào, quay đây mẹ nào.Chưa, ôi đợi nút. Nào, chạy đi đâu đây?
thích thế. Pippo, Pippo, hồ học lái máy cầu. Pippo, Pippo, nào, nào vẫy tay nào, vẫy. Pippo, Pippo. Nào, Miên Hô nào. Nhà con chả có tiền đâu, con phải đòi đi ship hàng với mẹ con. Hôm nào cũng đòi đi để ra đây để được xem. Hôm qua đi qua thì máy cẩu không đi, cứ bảo mẹ ơi máy cẩu đi làm rồi à. Cứ ngẩn tò te cả ngày. Đây. Đây. Cậu đi làm chưa? Cậu đi làm rồi à? Đây. Ôi ngã đấy, đi vào trong đi. Ôi, ôi. Thảo hô gọi bố trường đi. Bố trường ơi, mẹ chào ơi. Gọi to vào. Bố trường ơi, hô lái cẩu. Hôm nào về hô cho bố lái cẩu nhá. Mai, mai cho cả bố lái cẩu nữa nhá. Nào ngã đấy. Thôi được rồi, đi về nhá. Thôi được rồi, đi về đi. Thôi đi về để mẹ nấu cơm. Xe cẩu của chú ấy. Amino bảo các bạn ơi, hãy xem cậu. Hãy xem cậu mình lái.